Nam mô Bụt Tathāgata, Nam mô Dhammayā, Nam mô Saṅkhayā. Trước khi bước vào thời pháp thoại hôm nay, trước tiên xin mời toàn thể chư Phật tử nghiêm thân tu ý để cùng chúng tôi làm lễ tam bảo cách khấn thắng. Arahang samma sambuddho bhagava bodhang bhagavantang abhivadimi svakato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato sevaka sangho sanghang namami. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Nam mô Saṅkhayā. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ơn đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương ơn đức Tam Bảo các tấn pháp sinh gia hộ chi chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Thưa quý vị, thì theo lời yêu cầu của chư Phật tử, thì thời pháp hội hôm nay chúng tôi muốn trình bày quý vị là hai loại phước. Thì thông thường á, chúng ta khi mà tạo một việc phước á, do chúng ta không biết cho nên chúng ta đã đánh mất đi những cơ hội rất nhiều. Vì mục tiêu của chúng ta là phải trở thành vị thánh để mà thoát đi khỏi dòng sinh tử luân hồi. Bởi vì cái sự mà luân chuyển trong dòng luân hồi này nó nhiều khổ lụy hơn là cái sự an lạc. Cái an lạc nó chỉ là nhất thời, nhưng cái khổ lúc nào nó cũng dĩ đầy và triền miên. Cho nên cái người mà có trí thì họ tìm cách như thế nào đó để mà họ không còn bị sinh tử luân hồi nữa. Rồi ví như một cái người đó có một cái tấm niệm, nó rất nhiều cái con rạnh riệp trong đó. Tuy rằng khi mà lạnh đó thì người ta sẽ tắt cái tấm chăn đó, cái tấm niệm đó. Tuy rằng nó tạm thời là nó ấm áp, nhưng sau đó thì những con rận hay con rệp ở trong cái chăn rận đó nó sẽ làm cho cái người đó bị khổ sở. Thì cái người này muốn khôn ngoan đó, một cái người mà khôn ngoan, người có trí đó, thì tìm cách như thế nào đó mà để không bị lạnh và đồng thời cũng không bị những cái con rệp hay con rận nó làm gây khổ nạn. Thì cái đó mới là một cái điều khôn ngoan của cái người học Phật. Thì cũng vậy, trong cái đề tài này chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cái phước. Mà cái phước này là của nhà Phật, Đức Phật ngày dạy chúng ta đó, thì có hai cái loại phước. Thứ nhất là cái phước còn ô nhiễm, tức là cái phước thủ lậu. Và một cái phước thứ hai là cái phước không còn ô nhiễm, tức là cái phước mà vô lậu. Và chúng ta phải cần biết được hai loại phước này để làm chi? Để trong dòng luân hồi chúng ta có những cái phước hữu lậu, để nó làm duyên, để nó có điều kiện mình, nó giúp cho cái mục tiêu của mình là thoát ra khỏi cái dòng sinh tử luân hồi. Thì khi nào mà thoát ra khỏi dòng sinh tử luân hồi đó thì cái phước đó được gọi là cái phước vô lậu, tức là không còn ô nhiễm nữa. Thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một cái chữ phước. Ở chữ phước từ chữ quân nhá, quân nhá từ cái gốc là chữ quân ná. Quân ná có nghĩa là đầy đủ. Cái người nào mà có đầy đủ thì xem như người đó gọi là có phước. Trước tiên về cái thể chất của chúng ta đó, một người được gọi là có đầy đủ đó, thì trước tiên trước mắt đó, chúng ta sẽ có người, một cái người mà có đầy đủ ngũ quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì cái những người nào mà có đầy đủ những cái này, tức là mắt nó không có bị tai hại, mũi nó không bị tai hại, rồi lưỡi nó không bị tai hại, hay là lỗ tai nó không bị tai hại, hay là cái thân nó không bị tai hại. Không bị tai hại là sao? Tức là mắt đó, chúng ta phải là mắt tinh tường, cái lỗ tai chúng ta là rất là thính,
cái lỗ mũi chúng ta rất là tính luôn, và cái lưỡi chúng ta có nếm tất cả những hương vị một cách rất là đầy đủ, nó không có thiếu sót. Những cái người mà không có cái lưỡi này đó, họ nếm dù cho những cái vật ngon chẳng hạn như vậy, họ cũng nếm cũng không được. Em đưa điển hình chúng ta thấy những người bệnh, tuy rằng những vật ngon vậy nhưng mà họ ăn sẽ không cảm thấy ngon được, cho nên họ không muốn ăn họ như vậy. Cho nên đây là cái lưỡi bị hư hoại, nó không có được tốt đẹp. Còn thân gọi là không bị hư hại, tức là cái thân rất là liền lạc, nó được suôn sẻ, nó tốt đẹp, nó không bị gãy tay, không bị gãy chân, hay là nó không bị tàn tật. Thì trước mắt như vậy, cái thân thể gọi là người có phước là đầy đủ là như vậy. Nhưng đặc biệt nữa, một cái phước nữa được gọi là có phước mà có trọn vẹn đó, là cái đầu óc của người vị đó, tức là cái trí của người vị đó được thông minh. Cái thân thể đầy đủ rất là xinh đẹp, nhưng mà cái trí óc mình nó mụ mẫm, nó bị lờ đờ, nó bị không có nhận thức được rõ ràng, thì xem như người đó gọi là thiếu phước. Như vậy thiếu phước này nói về cái thân của chúng ta thì nó đầy đủ những cái ngũ quan và cái trí chúng ta rất là thông minh. Nhưng mà nếu mà chúng ta có được một cái trí thông minh, một trí hiểu biết vậy, nhưng mà không có tìm cách để mà nâng cao hay là phát triển để cho đạt tới một cái mục tiêu á. Vì sao vậy? Vì rằng là dù cho chúng ta có thông minh chăng nữa thì nó cũng chỉ một kiếp mà thôi. Thì phải làm cách nào đó để một cái sự thông minh này nó được di truyền từ kiếp này sang kiếp khác, từ kiếp khác sang kiếp khác nữa, để khi một cái lúc nào nhân duyên nó thuận tiện thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái dòng sinh tử luân hồi. Đó là cái ý nghĩa của chữ phước mà chỗ ra. Như thứ phước gọi là bị ô nhiễm, chữ Bali gọi là sawa, đó là từ chữ xá đó, cộng nhân a sawa là ô nhiễm. Như hôm nay quý vị tới đây hay là đi một cái nơi nào khác, hoặc là tới đây đang làm con trời phước, thì trong việc phước đó chúng ta làm cái nào đó thì mà một cách tốt đẹp, nhưng mà chúng ta trước khi làm nó có được tốt đẹp hay không, chúng ta hãy coi lại cái việc làm của chúng ta, rồi sau khi làm nó có tốt đẹp hay không, hay là sau khi làm nó có thể là bị ô nhiễm trong đó. Và trước khi làm có thể là quý vị đi tới thì rất là dễ một cái tâm hoan hỷ, rất là tâm hồ hởi, tâm phấn khởi để mà tạo những nghiệp phước. Nhưng mà sau khi nghiệp phước xong rồi, ví dụ như quý vị đã tay tăng xong rồi, cúng dường đã xong rồi, thì sau đó lại có những cái chuyện khó chịu, có những cái chuyện bực mình, có những cái chuyện mà dính mắc vô trong cái chỗ này chỗ kia không bằng. Như vậy thì cái phước mình nó không được trọn vẹn, nó bị cái chỗ ở phía sau đó nó còn bị dính mắc, nó còn bị khó chịu, nó còn bị những cái lấn cấn gì đó, thì cái đó được gọi là sawa, tức là ô nhiễm nằm trong đó. Trước mắt là chúng ta nhìn thấy được một cái điểm như thế này. Điểm thứ hai nữa là sau khi làm việc phước xong thì do một cái thói quen, thì do con không nắm bắt được những cái ý nghĩa sâu rộng, thì chúng ta ao ước như thế này, ao ước như thế kia, ao ước như thế nọ. Ví dụ như quý vị cúng dường ông đến cho Kim Tông Phật, rồi quý vị ao ước rằng nó là kiếp xưa sao á, cho con có cái màu da xinh đẹp giống như là cái cành bông này, hoặc là con có cái mùi hương giống như là cái hương của cành hoa này, hoặc là con sẽ có một con người đẹp nên là nhiều người rất thích thú ưa thích vậy. Thì trong bài kinh bố cáo kinh hạnh phúc thì các ngài có giải thích rằng cái phước mà quý vị tạo đó, nó có thể làm thành được ba loại tài sản, tức là tài sản của nhân loại, tài sản của chư thiên và tài sản của bậc thánh. Và tùy theo ước nguyện mình như thế nào thì cái loại tài sản đó nó cũng sẽ phát sinh lên cho mình như thế đó, như vậy. Cũng giống như trong trường hợp mà chúng tôi thường giảng cho quý vị á, là ở trong quá khứ có một cái cô nông dân, cổ mới cúng dường một cái bông hoa sen xanh đến cho vị Phật Độc Giác, tức là một vị sa môn bình thường thôi, nhưng mà trong mắt cô ta nhìn là chỉ là một vị sa môn, nhưng mà đây là cái hiện thân của vị đó là vị Phật Độc Giác. Rồi cúng dường xong á, thì cô mới ước nguyện rằng xin cho con cái phước mà con cúng dường đến cái bông sen đến ngày vậy đó, trong kiếp nào sanh ra con cũng có màu da đẹp như bông sen xanh này.
Và những kiếp về sau đó thì cô cũng có màu hoàng da rất là xinh đẹp. Và vào cái kiếp cuối, tức là trong thời Đức Phật của chúng ta, thì cái hậu thân của cô nông dân đó, trở thành là một vị thánh nữ ni rất xinh đẹp trong giáo pháp của chúng ta. Bà có tên gọi là Uppalawana, tức là hoa liên hoa sắc đó. Nếu mà có màu da giống như hoa xanh xanh nha, tức là nước da hơi ngâm ngâm đen, màu xanh nó hơi ngâm ngâm đen, màu xanh mà hơi đậm chút xíu thì nó hơi ra cái vẻ nước da ngâm ngâm, chứ nó không phải là đen giống như cái người ở Phi Châu, không phải, mà cũng không phải có vàng hay gì, nhưng mà hơi ngâm 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 ngâm, rất là xinh đẹp. Bà có tên gọi là Uppalawana, cũng do một cái cúng dường như vậy, ước nguyện như vậy, thì cái phước đó có làm thành tựu những cái tài sản của nhân loại cũng có. Và khi mà bà sanh lên làm chư thiên, cũng bà cũng có một cái sắc diện rất xinh đẹp như là cánh hoa sen xanh vậy, đó là một cái thiên sản có. Nhưng mà bà quên ước chờ ước nguyện một cái thánh sản, cho nên sắc diện nó cũng có như vậy. Cho nên tuy rằng xinh đẹp như vậy, nhưng mà nó chỉ tồn tại trong một cái thời gian. Và chúng ta thấy rằng do ước nguyện như vậy, bà phải chịu luân hồi, anh phải phải sanh vào trong cái cõi này, hãy sanh cái cõi có nhiều khi gặp những cái đau khổ nằm trong đó mà không nhìn thấy được. Cho nên chúng ta phải thấy được những cái pháp mà cái phước mà bị ô nhiễm nó là như vậy. Nói chung là cái phước mà có ô nhiễm là cái phước mà còn muốn quay trở lại hưởng cái điều đó. Cái người mình ước nguyện mà muốn hưởng cái điều đó đó là mình phải quay trở lại. Ví dụ như một cái người mình cất một cái ngôi chùa, ước nguyện này tiếp sau con xin có những cái tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy, mình bảy loại vật báo của thế gian này để mà đúc kết lại, nó trở thành một ngôi nhà đầy xinh đẹp như vậy, thì ước này cũng sẽ giúp cho người đó thực hiện được cái ước nguyện đó như ta mà thôi. Thì tiếp sau họ sanh lên, họ cũng phải sanh lên thôi, rồi họ làm vị vua hoặc là vua chuyển ngưu vương chẳng hạn vậy, thì chư thiên xuống cất một cái tòa lâu đài như vậy cho họ để họ hưởng. Nhưng mà rõ ràng là họ vẫn phải sinh tử luân hồi, tức là phải còn quay lại cuộc đời này để mà hưởng nữa. Cho nên với cái điều này được gọi là phước ngũ lậu. Thì trong cái đường luân hồi chúng ta có cần cái loại phước này, chứ không phải không cần, chứ không hơn. Rồi coi như chúng ta không nên bỏ nó mà biết lợi dụng nó, cũng giống như người biết lợi dụng sức nước để tạo ra điện, để mà từ đó có ánh sáng để mà thấy được những cái vật này vật kia như thế nào cũng vậy. Thì chúng ta cũng lợi dụng được cái phước hữu vi này để tạo ra một cái phước vô vi, tức là lợi dụng cái phước mà hữu lậu này để mà tạo ra một phước vô lậu. Bằng cách nào? Thì do chúng ta có một cái tâm ý mình chú trọng tới. Nếu như trước đây cũng có một số vị là nói là hãy ao ước nguyện giải thoát niết bàn và đừng có màng tới cái phước hữu vi. Trên thực tế, nếu theo đúng về chân pháp thì là như vậy. Nhưng chúng ta thấy rằng trên cái đường đi đó, từ đây mà tới khi mà chúng đạt được cái niết bàn, cái niết bàn chính là cái phước vô lậu. Bởi vì niết bàn nó không có ô nhiễm trong đó. Niết bàn là một cái sự nó trong sạch tuyệt vời, nó không có một cái sự mà nhơ bẩn nào trong đó hết. Thì cái điều đó là đúng chân pháp là như vậy. Tuy nhiên giống như một cái người mà phải băng qua sa mạc, hoặc giống như một người mà phải bơi qua một cái biển, mà cái người đó bơi bằng tay không, không đủ sức để mà bơi qua con sông đó, hay con sông rộng đó, hoặc là không đủ sức để bơi qua cái biển rộng đó, hoặc là trong một cái người phải băng qua một sa mạc với một cái bàn tay không chẳng hạn vậy, thì người đó cũng không có thể nào đủ sức hay nhưng mà băng qua được sa mạc đó nếu như không có lương thực dự trữ. Thì cái lương thực mà dự trữ đó, cái nước mà đi đường đó, nó chính là cái phước mà hữu lậu. Nhờ cái phước hữu lậu đó để đi qua được cái vùng sa mạc ăn vu đó, hay vừa nhờ cái phước hữu lậu đó nó băng nó đi qua được cái bãi biển. Một cái người mà muốn băng qua biển mà bơi bằng sức mình thì không thể nào bơi được hết. Người đó có một con thuyền, hãy con thuyền đó, nhờ con thuyền đó người đó kéo léo lái con thuyền đó, thì cái người đó có thể băng qua được cái biển rộng đó, đi tới cái bờ an toàn. Thì cái con thuyền đó, hay là những vật thực đi đường trong bãi sa mạc đó, hay là những chai nước đi đường trong cái bãi sa mạc đó, thì nó chính là cái phước hữu
lậu. Tại vì phải cần có nó để mới dẫn tới cái phước vô lậu, tức là đi qua tới bờ kia an toàn được. Như vậy thì có một cái cuộc phước, một cái người có trí đó thường thường là sẽ ao ước hai cái loại phước, nhưng không dính mắc trong cái phước hữu lậu, mà phải chú ý tập trung tới là cái phước vô lậu, tức là phước mà không có ô nhiễm. Cái phước nào mà không gọi ô nhiễm là cái phước nó là chứng đắc được niết bàn, chứng đắc được cái sự thoát ra khỏi dòng sinh tử luân hồi. Nhưng những cái người tử chúng ta đó, mới sơ cơ đó, hay là mới vừa biết Phật pháp đó, thì là không có quan trọng tới cái niết bàn, mà lại quan trọng đến những cái phước mà ở trong cái cuộc đời này. Bởi vì họ cho rằng cái những người có đầy đủ tài sản, hay là có những đầy đủ những cái vật chất, đầy đủ những cái gì đó là những người là có phước. Nhưng mà cái người dù có đầy đủ tài sản giống như một vua, thì sau khi mệnh chung rồi đó, khi mệnh chung rồi thì có thể đức vua này, có thể ông đại gia này, có thể là một ông bác sĩ kia, có thể là rớt xuống tái sanh làm những loài thú không cần, cũng có. Trái lại như một cái người tuy rằng vừa đủ ăn vừa đủ mặc, nhưng người đó chứng đắc được đạo quả dự lưu, một tầng thánh đầu tiên của Phật pháp, thì cái người đó sẽ không bao giờ mà phải rơi vào trong bốn cái khổ cảnh, và không bao giờ rớt xuống địa ngục nè, không bao giờ phải sanh làm thú nè, không bao giờ phải sanh làm cái loài ma đói, không bao giờ phải sanh làm những loài thần quỷ. Như vậy thì chúng ta thấy nè, cái phước hữu vi, tức là cái phước mà hữu lậu đó, tức là có ô nhiễm đó, được sanh làm vua, sanh làm hoàng hậu, sanh làm mỹ nữ, sanh làm hoa hậu, vân vân, thì cũng có khả năng sau này những người đó phải rớt xuống bốn khổ cảnh. Nhưng cái phước mà không ô nhiễm thì người đó chứng đạt niết bàn, thì bốn cái khổ cảnh địa ngục, súc sanh hay ma đói hay là cái thần quỷ thì là được chấm dứt, đã thoát ra, giống như là đã ném bỏ đi một cái tấm chăn mà đầy rộng rịp, không còn phải đắp tấm chăn đó nữa, và cái người này sẽ không có bị khổ sở lạnh lẽo nữa. Đó là cái mục đích của cái người tự chúng ta khi tạo phước là như vậy. Thì chúng ta tìm hiểu được hai cái ý nghĩa này. Thì bây giờ một cái việc phước thì cái ô nhiễm nó phát sinh ở lúc nào? Có thể là phát sinh ở khi trước khi làm. Trước khi làm khiến cho cái tâm mình đó là nghĩ tới những cái vấn đề này, nghĩ tới vấn đề kia, và khi mình làm theo một cái nghi thức, mình làm theo một cái thói quen mà mình không có chú ý tới cái điều mà mình đang thực hiện. Chúng ta ví dụ giống như vào buổi sáng chẳng hạn, bạn thì cái một cái người vừa mở cửa ra thấy một cái vị sa môn đang đi bát tới, thì do một cái tinh thần mà có một thói quen, họ nghĩ rằng mới vừa mở cửa ra mà lại gặp một cái ông đầu tộc mình đi tới đứng ở cửa nhà mình, cái ngày đó là xui thân mạng rồi, cho nên họ mới khó chịu cái này bạn, và họ cũng cho chứ không phải không, bởi vì ông đi tới xin thôi mà, ông đâu có làm gì khó chịu mình đâu, cho không cho quyền của mình, nhưng mà thấy ông đứng trước cửa mình nó lâu quá, mình làm ra khó chịu, cái này cho để cho ông đi cho nó khuất mắt cho rồi. Cho nên cái người đã mới đem chờ, mà chúng tôi nói với quý vị rằng cái trường hợp này đã có rồi nha, chứ không phải là không, là có một số vị ngày xưa đi tích thực đó, khi mà đi vậy đó, đi tới một cái cửa hàng bán dâu bồng bon, tức là cái lấy bồng bon á, cái ngọt ngọt á, thì vậy đó đi tới đó đứng ôm cái bát đứng ở chợ đó, thì cái bà chủ cửa hàng này bà khó chịu, rồi cửa hàng ta đang bán mà ông tới ông đứng vậy, mà thì ta tới là bán ta đứng thôi, ta xin cho không cho là quyền của mình nè, bà mới khó chịu quá thôi, cho ông cho một chùm đáy bồng bon để ông đi cho rồi. Thì như vậy thì bà mới lấy một cái ít cái bồng bon đó, không có đặt vô bát. Rồi thì cái ông thầy á nhận được cái chùm bồng bon đó, cũng tụng kinh xong ngắn thôi,
Lai vậy đó, rồi chúc cho thí chủ được an vui, rồi không đi đi. Như vậy thì cái người này làm phước, này cũng vừa nó vị sa môn như vậy, nhưng trước đó cái tâm nó bị ô nhiễm rồi, cái tâm nó không hài lòng, tâm nó không thích thú. Hoặc giả rằng khi mà mình nhìn thấy một cái người mới vừa buổi sáng gặp cái người ăn mày đi tới đứng cửa nhà mình, mình cảm thấy khó chịu, và mình cũng cho họ một cơm gạo hay là 5-10 đồng hay 20 đồng nhá, để họ đi đi. Như vậy là cái tâm của mình nó là ô nhiễm, chứ không phải là tâm nó được không sạch. Yeah. Tại sao mình ô nhiễm như vậy? Cho nên cái người có trí sẽ thấy là cái người này tới là họ đang cần mình. Nếu như cái người này có một cái trí suy xét thì họ sẽ nghĩ rằng cái người này đang khổ sở, họ đang tới cần mình. Vậy thì vì tấm lòng từ, tấm lòng bi thì chúng ta hãy cho nó, cho người này, để cho giúp cái người này thoát khỏi cái sự khổ, thoát khỏi cái sự đau đớn, vân vân, cái như vậy. Thì như vậy thì cái người này cái tâm nó được tốt đẹp, tâm nó không có bị ô nhiễm. Còn các loại trái lại mà hơi khó chịu hay là không hài lòng thì cái tâm mình nó ô nhiễm. Như vậy thì cái phước người này tạo được gọi là cái phước có ô nhiễm, có ô nhiễm trước khi tạo. Rồi sau khi tạo rồi thì nghe các vị giảng sư giải này, cái người mà làm phước được vậy đó thì sanh về cõi chư thiên hay là sanh làm người sẽ có nhiều đầy đủ tài sản, nên mình mơ ước những cái tài sản đó, mình thích thú những cái tài sản đó, mình ước nguyện những cái tài sản đó. Và khi mà ước nguyện tài sản đó, mình mơ ước những tài sản đó thì nó lại là có một cái ô nhiễm nữa, nó là dính dấp vô trong cái sự tham. Cho nên cái tâm nó bị sân ở phía trước, hoặc là tham ở phía sau, hoặc là tham ở phía trước rồi sân ở phía sau, chẳng hạn như vậy. Cũng giống như trường hợp mà tham ở phía trước như thế nào, ví dụ như một cái người nghèo thấy một người này có giàu rồi đầy đủ tài sản, người này cũng biết Phật học một số ít, thì người này sẽ nghĩ rằng sở dĩ cái người này đó mà hiện nay đang giàu có, đang được xinh đẹp, đang đầy đủ tài sản bởi vì kiếp xưa họ đã từng bố thí, họ từng cúng dường, cho nên kiếp này họ mới đạt được những cái kết quả tốt đẹp như vậy. Vậy thì ta muốn được có những kết quả tốt đẹp như vậy thì ta hãy nên thực hành cái pháp bố thí hay là pháp cúng dường đi. Cho nên cái người này khởi ý lên ta hãy cúng dường để ta có được những tài sản như vậy, hoặc là ta hãy cúng dường đi để ta có được những cái sắc đẹp như vậy, hay ta hãy cúng dường đi để ta được sự an lạc như vậy, hay như vậy. Thì như vậy là trước khi làm nó đã có tâm tham, nó tâm tham sanh khởi trong đó. Rồi sau khi làm một thời gian đó, cái ao ước, mà cái ao ước nó chưa phải là nó tới liền, cũng giống như một người trồng cây vậy đó, mới trồng ngày thứ nhất muốn ngày thứ hai, ngày thứ ba nó có ra trái liền thì không thể nào có cái trường hợp này xảy ra được. Phải có một thời gian thì cái cây kia mới lớn trưởng thành lên, rồi nó mới đơm hoa, nó kết trái, rồi nó mới cho quả. Nhưng mà mới làm xong muốn ngày mai, ngày mốt, bữa kia đạt được kết quả liền không được thì mới khó chịu là khó chịu lên. Như vậy thì trường hợp này là cái phước lại bị ô nhiễm nữa. Thì trường hợp thứ hai chúng ta thấy rằng trước có tham nên trước khi làm phước nó có tham, cho nên tâm ô nhiễm. Rồi sau khi làm phước tâm nó lại sân, cho nên lại có ô nhiễm nữa. Như vậy thì cái phước mà gọi là có ô nhiễm, tức là trước khi làm hay là sau khi làm đó, nó đều có vướng mắc vào tham hay sân. Rồi cái phước không ô nhiễm là sao? Cái phước không ô nhiễm là trước khi làm tâm rất là thoải mái, tâm nó liên hệ tới những pháp ân đức đặc biệt. Và sau khi làm thì người đó sẽ niệm tưởng tới những cái điều đó tùy theo cái khả năng hiểu biết của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng như hôm nay quý vị đi tới đây thì quý vị chúc nữa quý vị sẽ tạo một cái phước gọi là tay tăng cúng dường vật thực đến cho chư tăng. Thì ở trong cái khuôn khổ bài này chúng tôi chỉ nói cái điều này để hướng dẫn quý vị rằng trong một cái buổi lễ mà cúng dường vật thực đến cho chư tăng như vậy, quý vị tạo được hai cái loại phước. Một là cái loại phước hữu lậu, tức là có ô nhiễm. Hai là loại phước là không có ô nhiễm. Thì bây giờ tùy quý vị hãy tác ý tới cái điều nào mà quý vị thấy cần thiết thì chúng tôi sẽ cho quý vị thấy là hai cái phước này. Và mong rằng quý vị sẽ tác ý tới một cái phước mà không ô nhiễm.
Vậy thì mọi người nói là cho con không tái ý tái phước mà có ô nhiễm đó, nó có thành tựu không? Chúng tôi nói là không có. Nhất nghĩa là quý vị đừng có ao ước cái điều đó, thì cái điều đó nó cũng vẫn tới, bởi vì quý vị đã tạo rồi. Cũng giống như một cái người mà trồng một cái cây xoài rồi, người đó không mơ là có cái trái xoài, nhưng một lúc nào đó trái xoài nó cũng sẽ có cho người đó. Khi nó đầy đủ điều kiện thì nó sẽ ra bông và nó sẽ kết trái, và trái xoài đó chín, và người đó tận dụng cái trái xoài đó. Nhưng họ tận dụng trái xoài đó để làm cái gì thì họ biết rõ cái nguyên nhân đó, cái mục đích đó, thì cái đó mới có điều cần thiết cho quý vị, nếu là cho một cái trí của quý vị sinh khởi lên ở chỗ đó. Thì bây giờ sau này qua cái thời pháp này, quý vị sẽ có một cái cuộc bước là cúng dường vật thực đến cho chư tăng. Thì khi mà cúng dường vật thực đến chư tăng thì quý vị sẽ thấy rằng là quý vị có 5 cái loại phước chứ không ít đâu. Điều này chúng tôi nói trong cái tập mà Tăng Chi Kinh pháp năm chi, nghĩa là lợi ích của một cái buổi thí thực, tức là một buổi thí vật thực đến chư tăng, gồm có 5 cái quả phước. Trước khi nói điều này thì chúng tôi muốn nói tới một cái, trước tiên là 4 cái thôi, 4 cái. Điều này nằm ở trong chú giải kinh Pháp Cú. Thì Đức Phật ngài có hỏi ngài Sa Lợi Phất, khi mà ngài Sa Lợi Phất mang cái vật thực về thì đến cho vị Sa Di của mình, tức là Sa Di Xú Khá cũng có, hoặc là Sa Di Manh Tá cũng có. Vì ngài thì lo ngại rằng vị Sa Di của mình bị đói, cho nên ngài đi cũng hơi nhanh để mà đi về, để mà cho kịp giờ cho hai cái người đệ tử mình để mà dùng cái vật thực. Nhưng mà vào giây phút đó đó, thì Đức Thế Tôn thấy rằng là cái Sa Di Banh Di Tá này có thể chứng quả A La Hán được không, thì ngài thấy rằng có được, ngài có được. Nhưng mà nếu mà ngài Sa Phất đi về đó thì sẽ làm cản trở đạo quả cho cái vị Sa Di Banh Di Tá này, bởi vì vậy nó đang ở mức độ tánh A La Hán rồi, chỉ còn một bước nữa thôi là tới chứng quả A La Hán, là hoàn thành nhiệm vụ của bậc Sa Môn. Thì để mà giúp đỡ cho Sa Di Manh Di Tá thì ngài Sa Lợi Phất, xin lỗi, Đức Phật từ trong hương thất của ngài đi ra ở trước cổng kỳ viên. Quý vị biết rằng từ hương thất của Đức Thế Tôn á mà ra tới cái cổng đại tự kỳ viên đó, đó là một khoảng cách cũng rất là xa, nó độ khoảng 4 cây số. Từ cái hương thất của Đức Phật ngài ra trước cổng của đại tự kỳ viên có mục đích một thôi, là làm chậm lại cái bước chân của ngài Sa Lợi Phất. Trong thời gian đó thì giúp cho Sa Di Banh Di Tá chứng quả A La Hán. Thì mà khi ra tới cổng kỳ viên thì ngài Sa Lợi Phất đang mang vật thực về cho thầy trò của mình là Sa Di Banh Di Tá. Thì Đức Phật ngài hỏi là này Sa Lợi Phất, con mang cái gì vậy đó? Bà Tứ Tôn giả là vật thực. Đức Phật mới hỏi rằng này Sa Lợi Phất, Đức Phật cho cái gì? Này Sa Lợi Phất, vật thực cho cái gì? Thì ngài Sa Lợi Phất nói Phật Đức Thế Tôn vật thực cho tuổi thọ. Quý vị thấy nè, cái khi mà quý vị cúng dường vật thực đến cho chư tăng đó, quý vị không có tác ý tới cái tuổi thọ. Mà khi mà nó không tác ý tới tuổi thọ là mình là mất đi một cái điều đặc biệt. Vì con người sống ở trên đời này cần cái tuổi thọ. Cái người mà không cần tuổi thọ thì nó rất là phí, những cái phước mình nó không kịp trả, phải cần có cái tuổi thọ. Cho nên khi mà cúng dường vật thực đến chư tăng, chúng ta phải tác ý đến cái tuổi thọ. Đây là chỉ một cái giai đoạn đầu tiên thôi. Thì Đức Phật ngài hỏi rằng là này Sa Lợi Phất, vậy vật thực còn cho cái gì nữa? Bà Tứ Tôn, vật thực này sẽ cho tới sức mạnh. Là bởi vì sao vậy? Cái người mà không có vật thực á, người nó sẽ yếu đuối. Mà trái lại người đầy đủ vật thực, có ăn đầy đủ, người đó sẽ khỏe mạnh lên. Như vậy cái vật thực này nó mang tới sức mạnh cho cái người nhận. Mà quý vị cái cúng dường thôi mà không có tác ý đến một loại sức mạnh thì coi như là vi phạm đi một lần thứ hai, nghe lần thứ hai nữa. Rồi Đức Phật ngài hỏi tiếp là này Sa Lợi Phất, vật thực mang tới cái gì nữa? Bạch Đức Thế Tôn, vật thực mang tới dung sắc. Thì dung sắc là sắc đẹp đó. Cái người mà thiếu ăn thiếu mặc, cái người mà thiếu thốn này kia đó, thì da dẻ nó sẽ xanh xao,
rồi thân thể nó gầy còn, mà trái lại người ăn uống đầy đủ á thì là da mặt nó, cái thân thể nó tốt đẹp, da này thân thể nó hồng hào, cái da mình, cái nét mặt nó là xinh đẹp. Như vậy cái vật thực này nó tạo ra một cái sắc đẹp nữa. Nhưng mà không có tác ý đó thì mình đánh mất đi một cơ hội của bà. Rồi Đức Phật hỏi tiếp, này Sát Lợi Phất, nghĩa chế vật thực tạo ra cái gì nữa? Bạch Thế Tôn, vật thực tạo ra sự an lạc. Thì rõ ràng vậy, cái người nào mà thiếu ăn thiếu mặc thì họ sẽ khó chịu vô cùng, họ sẽ không được được hạnh phúc, họ không được an vui. Và trái lại họ ăn uống đầy đủ, họ có những cái nhiều vật thực mà nó làm cho cơ thể nó không có bị éo gầy, thì những người đó trở nên sự an lạc. Như vậy chỉ một món vật thực, Đức Phật ngài Sát Lợi Phất đã trả lời 4 câu hỏi, tức là ai cho vật thực người đó cho tuổi thọ, ai cho vật thực người đó cho sức mạnh, ai cho vật thực người đó cho dung sắc, ai cho vật thực người đó cho được an lạc. Mà chúng ta không có chịu tác ý đến 4 điều này thì xem như cái phước có ô nhiễm hoặc không ô nhiễm đều mất cả. Và cho nên trước khi làm thì chúng ta phải làm cho tâm chúng ta trong sạch. Tâm chúng ta trong sạch phải làm sao để cho nó có được cái điều tốt đẹp. Xin thưa, tâm chúng ta đó nó bị nhuốm bẩn rất là nhiều, mà nếu muốn làm cho trong sạch thì tâm chúng ta cũng giống như là một cái tấm vải vậy. Mà muốn tấm vải này mà muốn nhuộm màu thì tấm vải này phải được giặt sạch, tẩy rửa đi những chất nhơ bẩn thì cái tấm vải đó mới được nhuộm màu. Như thế nào cũng vậy, thì tâm chúng ta thường thường á vướng mắt vô nhiều cái nhơ bẩn, nào là sắc thân hương vị xúc nó đã xâm chiếm rất là nhiều. Cho nên để cho tẩy rửa cái tâm chúng ta thì chúng ta phải dùng một cái loại dược chất nhằm để cho cái tâm chúng ta trở nên trong sạch. Cái dược chất đó là gì? Đó chính là cái niềm tin. Chính cái niềm tin này nó là một loại dược chất, nó tẩy sạch lấy cái tâm chúng ta. Bởi vì cái công năng của chữ sát tha đó, tức là sát tha tức là niềm tin đó, nó làm trong sạch hóa đối tượng, nó làm cho những cái đối tượng trở nên trong sạch. Thì khi mà chúng ta tin như thế nào, thứ nhất là chúng ta tin vào cái nhân quả và nghiệp báo. Rồi hôm nay chúng ta tạo một cái việc lành như vậy nè, để chúng ta tạo một cái nghiệp tốt như vậy thì ai sẽ là người nhận được cái quả lành đó? Thì chính chúng ta là cái người nhận được cái quả lành đó, chứ không ai nhận được quả lành cả. Cho nên chúng ta tin vào một cái điều như vậy, tin vào cái sự nhân quả như vậy. Thì chính do cái sự tin vào nhân quả đó thì cái tâm mình trở nên trong sạch. Cái đối tượng kia, cái đối tượng mà mình cúng dường đó, nó chẳng qua là có một mảnh đất để mình gieo cái hạt giống vào mà thôi. Chúng ta không quan trọng tới cái mảnh đất nữa, mà chúng ta quan trọng cái hạt giống của chúng ta gieo vào cái mảnh đất đó, nó có là một cái hạt giống tốt hay không, có vậy thôi. Nếu cái mảnh đất nó tuy rằng tốt nhưng mà chúng ta gieo cái hạt giống nó xấu thì hạt giống nó cũng không thể nào mà lên mầm được. Trái lại cái mảnh đất kia nó không tốt không xấu, chúng ta gieo cái hạt giống tốt lên thì nó cũng có thể mọc mầm lên và nó có thể cho quả. Thì chúng ta sẽ không quan trọng tới một cái đối tượng nữa, mà chúng ta quan trọng tới cái việc làm của chúng ta, tức là quan trọng tới hạt giống chúng ta. Hạt giống này được đặt vô niềm tin. Thứ nhất là niềm tin là làm cho trong sạch. Tin ở đâu? Tin ở đâu? Thì chúng ta đây là câu hỏi thứ hai được nêu ra để mà chúng ta sẽ có một cái sự tốt đẹp ở trong tâm. Thật sự ra đó, cái người chúng ta tin niềm tin rất là nhiều, nhiều lắm. Ngay cả đứa bé mới sinh ra đó nó cũng đã có niềm tin rồi, chứ phải không đâu. Vì cái niềm tin nó ở đâu? Cái niềm tin nó ở cha mẹ nó hay những người anh của nó. Những đứa bé sinh ra đó nó xem như anh nó là một vị thiên thần của nó, nó xem như cha mẹ của nó là một cái vị tối tôn của nó. Cha mẹ nó bảo nó làm gì nó làm cái đó, anh nó bảo làm gì nó sẽ làm theo cái đó. Như thế nào vậy? Thì chúng ta cũng là những cái đứa bé như vậy thôi. Vậy thì cha mẹ chúng ta là ai? Cha mẹ chúng ta chính là Đức Phật. Những người anh của chúng ta là ai? Những người anh chúng ta chính là những vị thánh A-la-hán.
Nên chẳng hạn như vậy. Và chúng ta sẽ tin những gì thánh hay lẽ, và những chúng ta sẽ tin vào cái Đức Phật. Và tin Đức Phật không phải tự tin bằng cái hình thức, mà chúng ta tin vào cái ân đức của Đức Phật, là tin tức là tin vào cái trí tuệ của Đức Phật. Đức Phật dạy rằng là chính ta là cái người nương của chính ta. Na atta hi attano natho, ta chính là vị cứu tinh nhân của ta. Cứu tinh chúng ta không có ở ngoài, mà cứu tinh ta chính là ta thôi. Chính ta là cái người cứu chúng ta, chính ta là cái người mà giúp chúng ta, chứ không ai giúp chúng ta cả. Mà cái sự giúp của chúng ta đây chính là cái tâm chúng ta hướng thiện, tâm chúng ta hướng về một cái điều tốt đẹp. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ tự tạo cho mình một cái hải đảo, và chúng ta sẽ có một cái nơi an toàn ở chỗ đó. Như vậy thì cái tin vào Đức Phật không phải là tin vào một cái hình tượng mà quý vị đi đảnh lễ này đâu. Hình này là chỉ là biểu tượng thôi. Mà tin vào Đức Phật chính là tin vào cái trí tuệ của Đức Phật, chứ không phải là tin vào cái hình ảnh của Đức Phật. Nên tin là trí tuệ Đức Phật. Trí tuệ Đức Phật nằm ở đâu? Trí tuệ nằm ở trong những cái giáo pháp này. Nếu mà Đức Phật ngày dạy những cái giáo pháp để nhằm đi tới nơi không còn sinh tử luôn, đi tới nơi cứu cánh độc độ, nên là để tới được cái niết bàn. Mà tin là cái và những gì mà Đức Phật ngày dạy ra đó là kinh nghiệm của ngài, chứ không phải là kinh nghiệm, không phải là ngài do ngài dạy do cái sự suy luận của ngài, mà đó là cái sự thực chứng của ngài. Ngài đã kinh nghiệm, ngài đã trải qua như vậy, và chúng ta tin là tin như vậy. Cái niềm tin chúng ta nó trong sạch thì chúng ta, Đức Phật ngài dạy rằng như là ngài sách Phật này nữa, khi chúng ta cho một cái vật thật là mình cho cái tuổi thọ, chúng ta hiểu được như vậy thì những kiếp về sau chúng ta sẽ có được một cái tuổi thọ dài. Chúng tôi nói là một tuổi thọ dài nha. Nhưng mà người ta nói rằng chúng ta sẽ là người, không phải là những người sợ chết, không phải, nhưng mà chúng ta chỉ sợ rằng ta sống có lợi ích gì hay không. Cái đó là mới điều đáng sợ đó. Cái tuổi thọ dài, mà nếu mà chúng ta có tuổi thọ dài mà chúng ta sống không có cái lợi ích thì đó mới là điều nguy hại. Còn nếu mà chúng ta có một cái tuổi thọ ngắn, mặc dù chúng ta sống có lợi ích nhưng mà có một tuổi thọ ngắn, thì cái điều đó nó cũng là một bất ổn đối với chúng ta. Cho nên cái tuổi thọ dài mà chúng ta sống trong một cái điều có lợi ích, một cái điều có lợi ích như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp với những cái điều kế bên đó. Thì để mà có tuổi thọ dài thì chúng ta đắc ý được như vậy rồi. Nhưng cái tuổi thọ này nó chỉ có kéo dài cho chúng ta được một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp mà thôi, nó không có kéo dài lâu được. Bởi sao? Bởi vì nó bị cái mãnh lực của cái pháp hành nó chi phối. Để cho cái tuổi thọ này kéo dài, kiếp nào mình cũng có thể tìm lại được tuổi thọ này. Thì cái tuổi thọ mà kéo dài đó, quý vị hãy tác ý tới do con cúng dường vật thực đến cho chư tăng, thì mong rằng con có được cái sự một cái tuổi thọ. Và tuổi thọ đây muốn ám chỉ là bốn pháp dẫn tới niết bàn, đó chính là tứ như ý túc. Bốn pháp này đó là dục như ý túc, muốn như thành tựu như ý, cần như ý túc, tức là một sự tinh tấn hành pháp được như ý. Này, có một số người bây giờ hiện nay đang hành thiền, ở ngồi khoảng 10-15 phút rồi, mỏi tay mỏi chân, nhức đầu nhức rõ, rồi buồn ngủ lên xuống, nó không được như ý. Bởi giờ nó thiếu cái pháp mà tấn như ý túc này, tức là cái sự tinh tấn này nó không có được trọn vẹn đầy đủ, nó không được thành tựu làm cho cái ước nguyện mình nó lên đầy đủ được như vậy. Rồi thứ ba nữa là tâm như ý túc, tức là cái nhiều người cũng muốn tâm mình yên lặng, nhưng mà 5-3 phút rồi nó được phóng dật, nó nghĩ bên đây, nó nghĩ bên kia, nó nghĩ tới chỗ này, nó nghĩ tới chỗ nọ, muốn cố gắng về cái đề mục cũng không được, không nắm bắt được cái điều gì hết. Giờ bởi vì tâm nó không được như ý, tâm nó không được rèn luyện, tâm nó không được tu tập hay vậy. Nó thiếu pháp là tâm như ý túc. Thứ tư nữa là trí như ý túc, tức là trí là cái nền tảng để mà thấy rõ được những các pháp. Không thấy được, muốn thấy được đây là khổ, nhưng mà không nghĩ là khổ sao ta, khổ như thế nào. Thế hai bạn, quý vị ngồi đây quý vị nghe pháp,
Chúng tôi biết là quý vị đang nghe pháp với một cái tâm thiện tốt đẹp, nhưng nếu mà quý vị nghĩ kỹ lên, cái sự nghe pháp này nó cũng có khổ trong đó chứ không phải là không. Ngồi nó hơi cũng tê chân, ngồi lúc nãy cũng cảm thấy là mệt mỏi. Rồi có nhiều người mà nghe không lọt á thì nói cái ông thầy ông pháp sư này nói dai nói dở nói dài chẳng hạn, rồi cũng là khó chịu. Đó là một cái hình thức của khổ chứ không phải không, mà thấy được như vậy thì cái nguyên nhân nào để sanh ra cái khổ đây mình không thấy. Do cái nguyên nhân cái khổ đó là do mình ham muốn, tham muốn nhiều quá thì nó sẽ dẫn tới khổ thôi. Cho nên cái tuổi thọ này ám chỉ bốn pháp như ý, tức là dục, sự mong muốn như ý, sự tinh cần được như ý, rồi cái tâm mình nó an trú vô trong cái đề mục được như ý, và cái trí hiểu biết được tất cả mọi điều đúng được như ý. Thì bốn pháp này đã đem giúp cho cái tuổi thọ mình không phải trong kiếp này mà những kiếp sau nữa. Thì điều này nằm ở đâu? Xin thưa quý vị, điều này nằm ở trong bài kinh Mahabharata. Trong cái bài kinh Mahabharata đó, tức là trong cái Trường Bộ 2 đó, cái bài kinh này được gọi là Đại Biên Tịch, Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là Đại Bát Niết Bàn đó. Thì cái cơ Phật Ngài dạy cho Ngài Ananda rằng này Ananda, với một cái người mà được thành tựu bốn pháp như ý này, nếu muốn người đó sẽ sống trọn kiếp. Ví dụ như cái hiện tại này, cái vào thời Đức Phật đi, vào thời Phật cái bình quân tuổi thọ của chúng sanh đó là 100 kiếp, xin lỗi 100 tuổi. Mà nếu mà Đức Phật là người thành tựu được bốn pháp như ý rồi, nếu muốn, thì bởi vậy cái chữ nếu muốn cũng rất là hay. Nếu muốn thì Ngài sống trọn được 100 năm, nhưng Ngài chỉ sống được 80 năm thôi. Này cũng do một cái ảnh hưởng của Phật lực khiến cho Ngài anh ta không dám, không quên, không tỉnh Đức Thế Tôn thì ở lại trọn kiếp. Cho nên theo quy luật của Đức Phật thì Đức Phật Ngài sẽ viên tịch ở lứa tuổi 4/5 tuổi thọ, tức là khoảng 80 tuổi. Nên thì Đức Phật Ngài dạy rằng cái người nào thành tựu bốn pháp như ý này, nếu muốn sống trọn kiếp, sống cái tuổi thọ trong thời đó thì hay như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng mà không phải là trong một kiếp này đâu, những kiếp gì khác về sau đi gặp những cái vị nghe Phật xuất hiện, nghe chỉ nhắc lên là chúng ta sẽ tu tập lại. Nếu ta đã tu tập lại thì sẽ chứng được cái tánh quả. Như vậy, đây là trường hợp nào? Đây là trường hợp của bà Kê Ma. Ở trong thời Đức Phật Cách Sa Bá thì bà Kê Ma đã từng thuộc cái bài kinh gọi là Maha Ni Đà Ná. Maha Ni Đà Ná được dịch là kinh Đại Bổn đó. Nói về tất bảy gì Phật quá khứ, bà thuộc lòng và rất là thích cái bài đó. Cho nên vào thời Đức Phật này, bà tái sanh làm hoàng hậu của vua Bình Sa Vương. Rồi bà đi tới viếng cái hương thất của Đức Thế Tôn. Rồi bà nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì Đức Thế Tôn biết cái tiền sử của bà là cái người đã từng học thuộc lòng bài kinh Maha Ni Đà Ná, tức là kinh Đại Bổn. Đức Phật này thuyết lại bài kinh đó, nghe xong bài kinh đó thì bà hoàng hậu Kê Ma chứng được thánh quả A La Hán. Cho nên quý vị sẽ thấy này, một cái sự học thuộc kinh nó cũng không phải là không có giá trị đâu. Cho nên quý vị phải thường tụng nhiều một bài kinh, nếu chỉ một bài kinh mà thôi, ví dụ quý vị sẽ tụng một bài kinh An Lành, tức là bài kinh Mangala cũng được, hoặc là tụng một bài kinh như Ratana Sutta, tức là bài kinh Châu Báu cũng được, hoặc là tụng một bài kinh Karani, tức là bài kinh Từ Bi cũng được, mà tụng thường xuyên vậy thì nó đã tạo thành một cái duyên lành cho chúng ta. Thì tứ như ý cũng vậy đó. Thì Đức Phật càng biết rằng chúng ta tác ý tứ như ý thì Đức Phật Ngài sẽ khai mở chúng ta, và chúng ta sẽ chứng đắc được đạo quả rất là tốt đẹp. Cho nên cái pháp tứ như ý là cái pháp gọi là phước vô lậu, bởi vì từ tứ như ý này nó sẽ dẫn tới niết bàn. Cái phước nào mà dẫn tới niết bàn thì cái phước đó được gọi là phước vô lậu. Rồi một điểm thứ hai là khi Đức Xá Lợi Phất trả lời với Ngài của Đức Phật rằng là cái vật thực nó đem lại cái sự sức mạnh. Thì bởi vì cái người mà đói đó, tay chân họ run 77, họ cầm đồ không được, nhưng mà khi ăn no rồi đó thì họ có thể có đầy đủ, họ muốn bảo họ làm cái gì họ cũng làm cách nhanh chóng được, nhẹ nhàng được. Thì rõ ràng cái vật thực này nó sẽ cho cái một cái sức lực, và mà khi mình cúng dường vậy mình
nếu muốn thì mình tắt yến à, coi là cúng dường đến các ngài là cái vật thực này, vật thực này mang tới sức mạnh, xin cho con đạt được sức mạnh. Hay vậy, nhiêu đó thôi. Thì cái phước này được gọi là phước hữu lậu, tức là kiếp sau sanh lên, người này sẽ không có bị rất ít bị bệnh, rất ít bị đau ốm, và có nhiều có đầy đủ sức mạnh. Có đôi khi có thể sức mạnh có thể lớn bằng một con voi chẳng hạn vậy. Như trường hợp ngài Ananda có sức mạnh bằng 5 con voi. Hay là ngài Đức Y Chi Quá Cá có sức mạnh bằng 5 con voi, và Quý Sa Ca có sức mạnh bằng 5 con voi như vậy. Quý vị cũng có tác ý về cái sự sức mạnh của cái loại vật thực này. Thì con là cúng dường các ngài xin cho con có được cái sức mạnh. Thì cái lượng sức mạnh này nó chính là cái phước gọi là hủ lậu, tức là phước có ồn, tại phải sanh lên mới có được cái sức mạnh này. Nhưng mà sức mạnh này chỉ tồn tại trong một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp là hết, nó không còn nữa. Những người này muốn mà khôn ngoan thì khi mà tác ý đến cái sức mạnh đó, con này cúng dường vật thực đến cho các ngài xin cho con có được cái sức mạnh. Thì cái sức mạnh mà dẫn tới niết bàn đó, nó chính là năm lực, đó là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Tác ý tới năm lực, xin cho con thành tựu năm lực, tức là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Nhờ năm lực này dẫn con tới cái niết bàn là một cái tốt đẹp. Thì cái phước này được gọi là cái phước vô lậu, tại vì dẫn từ tới niết bàn rồi thì là trở thành cái phước vô lậu. Và nó không phải phước vô lậu này nó chỉ tồn tại một kiếp hai kiếp đâu, và những nó tồn tại rất là lâu, đến khi mà gặp Đức Phật chánh giác xuất hiện, ngài biết được cái duyên lành chúng ta, ngài nhắc lại cái bài pháp này, thì tự nhiên chúng ta sẽ cực ngộ ra những cái vấn đề và chứng đắc được đạo quả một cách tốt đẹp. Như vậy trong một cái buổi vật thực mà chúng ta sẽ thấy được có cái tứ nhĩ rồi, là có được cái năm lực rồi. Bây giờ cái vật thực nó sẽ cho chúng ta được một cái được gọi là cái dung sắc, tức là cái sắc đẹp đó. Nhưng mà cái sắc đẹp này chúng ta nói con cúng dường vật thực đến các ngài như vậy thì con sẽ được cái sự có cái để đem tới sắc đẹp cho các ngài, thì con cũng sẽ được cái sắc đẹp. Thì kiếp sau quý vị cũng sẽ là người có cái dung sắc nó rất là đặc biệt, rất là dễ nhìn, dễ coi, dễ làm cho người khác say đắm như vậy. Nhưng nó chỉ cái tồn tại chỉ có một kiếp mà thôi, hai kiếp, năm kiếp mà thôi, nó không có tồn tại nhiều. Mà muốn cho cái dung sắc này tồn tại nhiều, quý vị ta phải tác ý đến một cái phước gọi là phước không ô nhiễm. Cái phước không ô nhiễm gì? Cái người tuy rằng xinh đẹp giống như là cái một cái cô gái đẹp nhất cái hoàng vũ đi, như hoa hậu hoàng vũ đi, nhưng cô đó kiêu căng, cô đó ngã mạn, cô đó tự hào vân vân, hay cô đó bỏn sẻ, cô đó không có cái tấm lòng thương người, thì cái sắc đẹp đó cũng bị người ta đánh giá, người ta chê bai. Trái lại một cái cô có một nghe sắc rất là bình thường, nhưng mà có cái tâm từ, có tâm bi, có tâm rộng lượng, có tâm buông bỏ tất cả những tội lỗi lầm của người khác, thì người này có một tâm hồn rất là xinh đẹp. Như vậy cái sắc đẹp đây Đức Phật ngài chỉ ra đó, hay ngài sanh Phật ngài chỉ ra đó, nó không phải là sắc đẹp của hình hài, mà nó là sắc đẹp của nội tâm. Mà người mà có sắc đẹp nội tâm đó chính là tứ vô lượng tâm. Từ tứ vô lượng tâm đó, người đó có được tứ vô lượng tâm trở thành vị Phạm Thiên rồi. Đã trở thành một vị Phạm Thiên. Như vậy thì con đem tới dung sắc cho các ngài, xin cho con thành tựu được tứ vô lượng tâm của vị Phạm Thiên. Mà cái thành tựu tứ vô lượng tâm đó là một bước đường để mà đi tới đạo quả niết bàn, chứ không phải là không. Như vậy thì quý vị sẽ thấy là một cái bữa ăn mà quý vị cúng dường như vậy, nó có cái phước hữu lậu trong đó, cũng có phước vô lậu trong đó. Rồi ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói rằng vật thực mang tới sự an lạc, thì rõ ràng cái người mà đói khổ thì họ sẽ không được an lạc rồi, và cái người nào ăn uống đầy đủ thì họ sẽ được sự an lạc. Thì do mong mà con cúng dường đến các ngài cái buổi vật thực được sự an lạc như vậy, thì mong rằng thì con sẽ được sự an lạc. Nhưng cái an lạc mà quý vị mong muốn đó, thì an lạc đó nó thuộc về là cái phước có ô nhiễm. Còn muốn cái an lạc mà nó không có một cái ô nhiễm
à, thì là sao? Tức là cái sự an lạc này là nó chấm dứt đi những cái khổ nạn của mình à. Mà cái an lạc mà tốt nhất đó chính là Niết Bàn. Nhớ là kinh văn Đức Phật này dạy là Niết Bàn ăn bát ra măng xuống ai xuống ăn à, Niết Bàn là lạc tối thượng. Thì khi mà biết thì cúng dường buổi vật thực như vậy, mình mang tới an lạc cho chư tăng, thì mình ước nguyện này có biết được nó là có sự an lạc rồi, thì nó đã có một cái phước hữu lậu nằm trong đó rồi. Nương theo đó ước nguyện này xin cho con chứng đắc được Niết Bàn à, thì cái từ cái phước này nó trở thành một cái phước vô lậu, tức là phước không ô nhiễm nằm trong đó à. Đây là cái do cái tác ý của quý vị thôi. Nhưng mà trong cái tăng chi kinh thì Đức Phật ngài nêu thêm một cái nữa, thứ tư thứ năm à. Là cái người mà cho ăn đó, là người đó cho cái biện tài, cho biện tài à. Tức là còn đói quá rồi, khi mà cái người mà đang đói đó à, ai hỏi gì cũng là biết trả lời đó à. Muốn hỏi gì cũng không có thích trả lời à. Chỉ muốn sao kiếm ăn cái đã rồi, sau đó ăn no rồi mới nghe trả lời sao. Nhưng mà khi mà ăn no rồi đó, hỏi câu nào sẽ trả lời câu đó à, trả lời rất rõ ràng vậy. Thế là cái sự mang tới vật thực vậy là mang tới một cái biện tài à. Thì như thế mình tác ý được điều này thì là tiếp sau mình sẽ là cái người linh lợi, người ta nói là mình hiểu, người ta nói là mình hiểu, và mình trả lời rất là suôn sẻ, rất là tốt đẹp, không có bị ngừng, không bị ngắt quãng, và có trí tuệ rất là tốt đẹp. Nhưng cái đó cũng chỉ là phước hữu lậu mà thôi, tức là phước có ô nhiễm mà thôi à, chứ không phải là phước mà không có ô nhiễm. Để như vậy đó thì cái người Phật tử sẽ biết rằng à, con cúng dường tới món vật thực này đến cho chư tăng thì con có được cái sự biện tài. Nhưng mà từ biện tài này chỉ là bình thường, con mong muốn rằng với cái sự cúng dường vật thực này xin cho con đạt được kết quả là tứ vô ngại giải, tức là một kết quả cao nhất. Vì A La Hán thì có cái quả là tứ vô ngại giải, tức là tứ đạt thông đó. Như tuy rằng vẫn còn là thánh hữu học như ngài Ananda, hoặc là như ông Tham Ý Cá, hoặc như bà Cứ Thích Ta Ra, vân vân, cái vị này cũng đạt được cái tứ vô ngại giải, hay là tứ giả chích tá cũng được là tứ vô ngại giải theo cái tầng thánh hữu học của các ngài. Tức là mọi chi pháp, mọi cách cái lời giải của Đức Phật, những người này hiểu rất là rành rẽ và giải đáp rất là thông suốt à, như vậy. Như vậy thì một cái buổi ăn của quý vị đem cho tất cả 5 cái loại phước, mà tính ra là 10 cái loại phước nè, 5 cái loại phước có ô nhiễm và 5 cái loại phước không có ô nhiễm. Cho nên một khi mà chúng ta làm, chúng ta tác ý tới con cúng dường buổi vật thực này đến cho chư tăng là con đã có cái tuổi thọ, con đã có cái sức mạnh, con đã có được cái dung sắc, con có được sự an lạc, và con đã có được sự biện tài, thì cái phước hữu lậu này nó sẽ cho kết quả ở cõi người đó, tức là cái nhân sản, hoặc là còn tái sanh thì nó tái cho tái sanh cõi chư thiên, gọi là thiên sản. Nhưng ở đây nếu quý vị không tắt tiếp thì nó chỉ tới đây là hết, nó không có còn có một cái kết quả nữa. Mình nói con có được cái tuổi thọ, xin cho con thành tựu được tứ như ý tốt, con có được cái sự sức mạnh, cho con thành tựu được năm lực, con có được cái sự dung sắc, cho con thành tựu được tứ vô lượng tâm, con có sự an lạc, cho con thành tựu được Niết Bàn, nghe con có được cái sự biện tài, cho con được thành tựu được cái thánh quả là tứ vô ngại giải. Như vậy thì cái phước phía sau này của quý vị đó, 5 phước này thì được gọi là phước vô lậu, tức là phước không có ô nhiễm. Như vậy là tùy tâm quý vị hướng mà thôi. Và quý vị cái làm cho tâm mình sạch bằng cách nào? Là tin vào cái trí tuệ của Đức Phật, và tin vào cái hệ thống nhân quả, tin vào cái hệ thống nghiệp báo. Chính chúng ta ước nguyện thì chúng ta sẽ thành tựu. À, chứ còn Đức Phật ngài đã dạy trong tăng chi kinh pháp chính tám chi á, tất cả các pháp lấy ước muốn làm căn bản, mà lấy tác ý làm sanh khởi. Mà chúng quý vị không có tác, không có ước muốn, không có tác ý thì quý vị làm giống như
mình ném một cái hạt giống ở bên lễ đường, rồi hạt giống mới có thể là nó không sinh lên khỏi cây, do cái cây để mà cho kết quả được. Mà chúng ta nếu mà ném vào một cái mảnh đất mà nó tốt đẹp thì nó có thể sinh kết quả rất tốt đẹp, và chúng ta chính là người thừa hưởng cái kết quả đó là như vậy. Và chúng tôi thấy rằng là thời giảng ở đây cũng vừa phải lẽ. Với thời pháp chúng tôi muốn trình bày quý vị hai cái loại phước, là phước có ô nhiễm và phước có không có ô nhiễm. Chỉ qua một cái khía cạnh, chỉ qua một khía cạnh là cúng dường vật lực. Bởi vì hôm nay cái nhân duyên là có vị người tới đây là cúng dường tay sợi đến cho chư tăng, cho nên lòng vào trong cái vấn đề này, chúng ta hướng dẫn quý vị cái 10 cái loại phước báo là như vậy. Còn nhiều cái loại phước báo khác cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà quý vị sẽ tìm cách phối hợp với cái tâm ý mình nó rất là tốt đẹp là như vậy. Rồi trước tiên thì quý vị cần phải giặt rửa cái tâm mình trước khi làm phải nó tốt đẹp, sau khi làm cũng phải tốt đẹp, để cho không cái phước mình nó bị ô nhiễm, nó uổng đi chứ không có gì hết. Quý vị làm quý vị chịu chứ sư đâu có chịu đâu, thì quý vị hưởng chứ sư có hưởng đâu. Cho nên cái tùy quý vị thôi. Đây là chúng tôi chỉ trình bày ra là như vậy. Và chúng tôi thấy là thời pháp ở đây cũng vừa phải lẽ. Phước báo phải sinh lên. Xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Nương theo quả phước này, chúng tôi xin hướng nguyện đến chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở nơi Bồ Đề Tự này, và chư thiên ở Tứ Đại Vương, chư thiên ở cõi Đạo Lợi. Mong rằng các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ chư chư tôn đức tăng và toàn thể chư tử luôn được an vui thượng lạc, được tấn quá trong Phật pháp. Nương theo quả phước này, xin hộ trì cho toàn thể chư Phật tử luôn được tấn quá trong Phật pháp, được sự an vui thượng lạc. Nương theo quả phước này, chúng tôi xin hướng nguyện tới tâm bằng kỹ thuật còn lại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó luôn luôn được sự an vui. Nương theo quả phước này, chúng tôi xin hướng nguyện đến tâm bằng kỹ thuật đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng thọ nhận quả phước này để được tái sanh về nhà cảnh, được sự an vui đồng điều nhau. Và sau cùng, nương theo quả phước này, xin chia đều cho tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bố Tát Giác, Nam mô Thâm Ma Giác, Nam mô Sa Di Đà Giác.